tháng mười, ngày của các mẹ. Ta nên làm gì? Ngày này hàng năm thì các bố tranh nhau vào mùa hoa, các mẹ ngồi đợi ở nhà thì cứ đi vào đi ra, nằm mặc váy đeo khuyên tai mua tô son trông khác hẳn với mọi ngày. Bạn nào có gấu thì hay mau mau mua quà đi nha, mua thì được vài bữa thì nó cũng heo, hay là thôi không mua, anh cứ quy ra tiền mặt rồi ra đây em. Đời thằng đàn ông sao nó khổ thế, hết mẫu thân rồi lại người yêu, chưa kể đến bạn bè cô giúp các môn là phải chúc mừng. Thằng nào đau hoa thì cho mày chết quen chó lắm, và rồi thuê bao hết em thắm. Em hồng, em lính rồi em trắng, mà tự hỏi là tại làm sao em gọi cho anh thuê bao máy bận, mà tại làm sao trong ngày quốc tế em chẳng có hoa. Và tội nghiệp nhất trong ngày phụ nữ là em a như mình, nhưng ngày lễ Tết năm này giống năm sau vẫn chi hoa của bố tặng. Sang ngày mai anh nào con trai, dù bận trong công nghìn việc xa xôi đến mấy, xin dừng lại dành ít phút nghỉ ngơi cho người phụ nữ cả cuộc đời. Chỉ vài giây quan tâm khiến gia đình trở nên đầm ấm, phụ nữ sinh ra vốn chẳng cần gì lớn lao, trái đất vắng họ cuộc sống này sẽ ra sao. Và đây là lúc để nói cảm ơn mẹ yêu, bao ngày qua nói trước mặt cũng hơi ngại, hay là tin nhắn, hay là viết thiệp, hay là mua cái gì đây. Còn phần mình thì cứ để gấu lo, nhưng đàn bùng thay mình vẫn đang em à. Một ngày quốc tế phụ nữ không hoa, hoa. Ngoài đường khắp phố rực rỡ màu sắc, các shop đang khuyên mãi giảm giá, các gái kêu đăng hình trên các hang phay khoe gấu mua đồ. Còn bạn nam giới bất thư cần lo, qua cho gấu, ba mẹ chị em đi cô giáo, thường cho mây anh đào vận hoa, mà tự hỏi là tại làm sao em gọi cho anh thuê bao máy bận, và tại làm sao trong ngày quốc tế em chẳng có hoa. Và tội nghiệp nhất trong ngày phụ nữ là em a như mình, nhưng ngày lễ Tết năm này giống năm sau vẫn chi hoa của bố tặng.